Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện độc và lạ xoay quanh cuộc sống của chúng ta luôn luôn cuốn hút và thu hút sự theo dõi của đông đảo tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, có một kênh YouTube mang tên Độc Lạ Bình Dương đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ rất lớn của đông đảo quý vị khán giả. Rất nhiều người tò mò và thắc mắc rằng chủ sở hữu của kênh YouTube này là ai. Đương nhiên là mọi người cũng biết anh chàng đó có tên là Phú. Vậy quý vị và các bạn có thắc mắc thêm rằng anh ta sinh năm bao nhiêu, quê quán ở đâu, hiện tại ngoài làm công việc quay YouTube ra thì anh còn làm thêm những công việc gì nữa không ạ? Tất cả sẽ có trong video này của chúng tôi. Vâng ạ, và trong video ngày hôm nay, Tin Tức Tinh Túy sẽ cùng quý vị tìm hiểu rõ hơn về anh chàng mang tên Phú, chủ sở hữu của kênh YouTube Độc Lạ Bình Dương quý vị nhé. Đảm bảo sẽ không để cho quý vị và các bạn phải thất vọng khi vào xem video này đâu. Vâng ạ, nếu như quý vị và các bạn thấy video này hay thì chúng ta đừng ngại ngần cho nhau một like, chia sẻ video này và hãy ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh quý vị nhé. Vâng, và không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về anh chàng tên Phú, chủ sở hữu của kênh YouTube Độc Lạ Bình Dương, cũng như là những câu chuyện xoay quanh cuộc sống đời tư của anh ta quý vị nhé. Tin Tức Tinh Túy, kênh tin tức số 1 Việt Nam. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn chính là hình ảnh của anh chàng chủ kênh Độc Lạ Bình Dương. Quý vị và các bạn thân mến, Độc Lạ Bình Dương được khán giả đánh giá là một trong những kênh YouTube thú vị và chất lượng bậc nhất Việt Nam, với chủ đề xuyên suốt là những câu chuyện đi tìm việc độc lạ. Ngày 25 tháng 5, anh Đoàn Như Phú, chủ kênh YouTube Độc Lạ Bình Dương, đã nhận được nút vàng của YouTube. Đây là một phần thưởng YouTube trao tặng cho kênh YouTube nào đã đạt được cột mốc 1 triệu lượt subscribe, tức là người đăng ký và theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Độc Lạ Bình Dương được khán giả đánh giá là một trong những kênh YouTube thú vị nhất Việt Nam, với chủ đề xuyên suốt là đi tìm những câu chuyện độc đáo, kỳ lạ. Ngoài làm YouTube ra thì anh Đoàn Như Phú còn điều hành một công ty, đó là công ty Độc Lạ Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, công ty này đã khai trương văn phòng mới tại thành phố Thủ Dầu, một tỉnh Bình Dương. Về tầm nhìn của công ty Độc Lạ Việt Nam, anh Đoàn Như Phú cho biết: "Chúng tôi sẽ kiến tạo thư viện video thú vị nhất Việt Nam với 1.001 câu chuyện độc lạ, hy hữu, có thật trong cuộc sống." Về sứ mệnh của công ty, anh Đoàn Như Phú chia sẻ: "Thông qua xem những video độc lạ và hài hước, chúng tôi mong muốn mọi người có những góc nhìn về cuộc sống để cảm thông, yêu đời và yêu mọi người hơn." Anh Phú nói thêm, giá trị cốt lõi của công ty là chân thực, là dâng hiến chân thực, tức là tôn trọng sự thật khi mà sản xuất video, tôn trọng sự khác biệt của từng nhân vật, giữ chữ tín đối với đối tác. Dâng hiến có nghĩa là không ngại khó, ngại khổ, phải tìm và tạo ra những video chất lượng nhất, phải làm việc đầy năng lượng để mang lại sự thú vị đến cho cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, công ty Độc Lạ Việt Nam cung cấp 3 dịch vụ gồm có sản xuất video thú vị cho đối tác, phát hiện và phát triển tài năng, quảng bá thương hiệu cho đối tác. Thưa quý vị và các bạn, và nhân vật chính trong video ngày hôm nay đó chính là anh Đoàn Như Phú. Thưa quý vị, anh sinh năm 1985, tức là năm Ất Sửu, và anh cầm tinh con trâu. Sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi, anh đã từng tốt nghiệp khoa báo chí, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh năm 2008, rồi sau đó anh làm việc tại báo Người Lao Động. Anh đã đoạt hàng loạt các giải thưởng lớn của báo chí, trong đó có 2 giải nhất giải báo chí thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 9 tháng 5 năm 2019, anh Phú đã tạo kênh YouTube Độc Lạ Bình Dương và sau đó ngừng làm báo để đi theo con đường mới này. Thưa quý vị và các bạn, con đường mà anh đã chọn có lẽ là một con đường rất là đúng đắn, phải không ạ? Sự yêu mến và ủng hộ của quý vị khán giả đã giúp cho anh Phú phát triển kênh Độc Lạ Bình Dương, và hiện nay kênh này đã có trên 1 triệu lượt subscribe. Đây cũng là một thành công rất lớn, là một niềm động viên an ủi cho anh Phú. Xin chúc cho anh Phú cũng như là kênh Độc Lạ Bình Dương nói riêng và công ty Độc Lạ Việt Nam nói chung luôn luôn phát triển và thành công hơn nữa. Chúc cho cá nhân anh Phú luôn luôn có một sức khỏe và sự sáng tạo để cống hiến cho quý vị khán giả những thước phim, những điều độc lạ bậc nhất của Việt Nam. Và tương lai cũng mong muốn anh sẽ
mở rộng ra thế giới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video giúp chúng tôi quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng qua video này quý vị và các bạn phần nào đã hiểu rõ hơn về Đoàn Ngọc Phú, chủ sở hữu của kênh YouTube Độc Lạ Bình Dương cũng như là giám đốc công ty Độc Lạ Việt Nam quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Quý vị và các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video này giúp chúng tôi và hãy ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh quý vị nhé. Vâng ạ, và một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt. Tin tức tinh túy, kênh tin tức số 1 Việt Nam.